Quý vị, là tuyến giao thông huyết mạch lên thành phố Đà Lạt, nhưng thời gian qua do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông quá lớn, nhất là các xe có tải trọng nặng, dẫn đến tình trạng xuống cấp trầm trọng của tuyến đường đèo Mimosa thành phố Đà Lạt. Hơn bao giờ hết, ngành chức năng của tỉnh cần sớm có chủ trương đầu tư nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là chuẩn bị phục vụ cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7 năm 2017. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Sinh sống hơn 20 năm tại tuyến đường đèo Mimosa thuộc phường 3, thành phố Đà Lạt. Chưa lúc nào ông Nguyễn Văn Lục phải chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông và tình trạng xuống cấp của tuyến đường này như hiện nay. Nhất là ban đêm, nhiều phương tiện tải trọng lớn kèm theo nhiều ổ voi, ổ gà đã dẫn đến tai nạn cho các phương tiện, kể cả xe gắn máy. Từ khi làm tới giờ nó xuống cấp dữ quá. Mà xe tải coi như là nó qua liên tục, nó đi nó chở rất là nặng, bị tai nạn coi như là ngay cái đoạn đường này rất là nhiều, từ ổ gà ổ voi này nhiều quá. Chính việc xuống cấp trầm trọng của tuyến đường đèo Mimosa như vậy mà nhiều phương tiện vận tải cũng mất rất nhiều thời gian di chuyển hơn so với trước đây, bởi phải chạy chậm hơn, tránh né ổ voi ổ gà nhiều hơn. Đi rất là khó khăn và nó xảy ra nhiều cái có thể là xảy ra nhiều cái tai nạn, nên là mình đi mình thấy rất là khó chịu trong cái tuyến đường này, đi mất thời gian lắm anh. Rồi thay vì mình đi khoảng là chừng 15-20 phút mà mình đi phải mất tới nửa tiếng, rồi né xe trên xe xuống là nó cũng hơi khó khăn một tí. Đèo Mimosa thành phố Đà Lạt có chiều dài trên 10 km, được xây dựng nhiều năm qua. Do lưu lượng có nhiều phương tiện trọng tải lưu thông, kèm theo thời tiết mưa nhiều, địa hình phức tạp nên dẫn đến xuống cấp nhanh. Một vấn đề nữa là khó khăn về nguồn kinh phí nên công tác duy tu bảo dưỡng hiện cũng hết sức hạn chế. Ngành giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ đầu năm đến nay tuyến đường đèo Mimosa hầu như không có kinh phí duy tu bảo dưỡng mà chỉ có kinh phí đảm bảo an toàn giao thông. Đoạn tuyến này thì được phân luồng cho tất cả các loại xe tải đi vào thành phố cũng như là ra vào thành phố thì đi qua tuyến đường này. Bên cạnh đó thì trong có một thời gian mà thi công đường đèo Brent thì tất cả phương tiện thì về ban đêm thì cũng đã được là phân luồng tuyến lưu thông đường này. Vậy vậy là qua cái thời gian mưa bão từ tháng 4, tháng 5 tới giờ thì hiện nay là xuất hiện rất nhiều cái vị trí hư hỏng ổ gà. Mà để làm cho nó êm thuận thì kinh phí rất là lớn. Thì trong khi mà chờ đợi nhà đầu tư thì chúng tôi cũng đã là lấp vá những cái vị trí hư hỏng lớn. Còn là để về cái lâu dài thì đoạn tuyến này phải được đầu tư nâng cấp. Theo biên bản làm việc giữa Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng và các ngành liên quan của Bộ Giao thông Vận tải, tuyến đường đèo Mimosa thành phố Đà Lạt sẽ được Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận quản lý, đầu tư nâng cấp, sửa chữa, sau đó sẽ bàn giao lại cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án nâng cấp sửa chữa vẫn chưa được triển khai thực hiện. Hiện nay là sở này, rồi Ủy ban tỉnh cũng đang tích cực là đề nghị với Bộ Giao thông là sớm khởi công và bàn giao quản lý cho Bộ Giao thông cái tuyến này. Trên cơ sở đó thì chúng tôi thấy rằng là vừa là cái dịp cuối năm, vừa là tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị tổ chức cái festival lần thứ 7. Do đó thì cũng kiến nghị với Bộ Giao thông là sẽ khởi công sớm để làm sao là đưa vào khai thác và sử dụng một cách đồng bộ cùng với tuyến đường ren để chúng ta tránh cái tình trạng là xe nó ùn tắc vào những cái dịp lễ Tết quan trọng của tỉnh Lâm Đồng. Rõ ràng tình trạng xuống cấp của đèo Mimosa thành phố Đà Lạt ngày một trầm trọng hơn. Nếu không được đầu tư nâng cấp kịp thời, không những ảnh hưởng đến giao thông của địa phương, gây ra những hậu quả đáng tiếc, mà còn để lại những hình ảnh không đẹp và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội, dịch vụ du lịch của thành phố Hoa Đà Lạt.